Trước khi bắt đầu cái video clip này á, cho con xin hỏi là hôm bữa có một cái cô ở Pháp á, là cô gửi tiền cho con là 133 euro để cho con chiến ngày cuối tháng này con đi qua bên châu Âu, là con sẽ mang hàng qua cho cô nè. Mà bây giờ con mất cái số liên lạc của cô rồi, con nhận được 133 euro rồi đó. Hình như cô tên là cái gì Mộng Thủy gì đó. Nên là nếu mà cô coi được cái video clip này, cô nhắn tin lại cho con thêm một lần nữa để con có được cái địa chỉ với lại cái thông tin của cô, để có gì cuối tháng này con đem hàng qua cho cô nha. Cô mà hôm bữa mà gửi cho con 133 euro vô số tài khoản của chị Linh ở bên Đức giùm con á nha, nhắn lại liền cho con nha. Hello, xin chào cả nhà của mình ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Trưa hôm nay là tranh thủ chay đi học, là cả nhà mình đi ra câu cua, thời tiết cũng mát mẻ nên là chọn cái bãi câu cua này. Cái câu cua này là một cái chỗ ở chợ gọi là Deerfield Beach, gần nhà Ngọc, cách nhà Ngọc có khoảng 30-35 phút lái xe. Nhưng mà để mình câu cá câu đồ là 4 đô một người. Còn nếu mà để mà đi vô chơi không thôi đó, còn người nào là người dân của Florida thì chỉ trả có 1 đồng thôi. Người nào không phải người dân của Florida trả 2 đồng. Câu cá là 4 đô cho một người. Thì mình sẽ 1, 2, 3, 4 người. 4 người là mình trả là 4 x 4 là 16. Rồi, ok, thế chuẩn bị mua nè. Hi, 4 people for fishing. Okay. But my husband is parking, so let him in. Okay, thank you, my friend. Không biết có không đây mà tấu hết 16 đồng đấy. Không biết có không, mấy chỗ kia là miễn phí cái chỗ mà. Ok, my friend. Rồi, mình bắt quá tam 3 lần đi. Hả? Đấy con ha. 2 lần rồi ba mẹ đi thì chưa có, là bây giờ là lần thứ 3 đi. Ừ. Thấy không? Mong cho nó có để cho ba mẹ vui vẻ cái đây. câu cua thử. Câu cua như thế nào? Cái bãi này thì cũng đẹp lắm. Đi Deerfield Beach này bữa dẫn mẹ Sáu đi á. Nước xanh miết luôn. Có những cái bãi người ta bắt mình đóng tiền, có những cái bãi là bữa đâu có đóng tiền đâu, cứ đi lên là câu thoải mái thôi. Hôm nay trời mát, rất là mát. Nắng thì có nắng nhưng mà rất rất là mát. Thank you my friend. Ok. Rồi, lại ba, lại đeo tay. Nó đeo tay mới được đấy. Đó. Alright, you all set. Ok. Rồi, ba đi vô được rồi đó. Rồi, tới mẹ. Thank you. My husband, his name is Duane, okay? Okay. Okay, thank you, my friend. Thôi con nói để có gì đưa cho Duane. Okay. Rồi. Nước nữa không? Nước vô đó đủ rồi, được rồi. Đây, cả nhà mình coi nè, biển Deerfield. Quá trời mát luôn. Chắc thứ bảy này đồ kia đưa cho dẫn cho chay đi. Hai. Đây, ai mà tới đây ha, rồi tới cái biển này nè, đó, nó tới cái khách sạn ngay chỗ này nè. Là nhìn thẳng cái ra biển luôn, rất là đẹp. Chay là ngày xưa mà mua nhà ở đây á, là đi cái biển này đầu tiên. Biển này Ngọc thích. Cái kiểu từ cái chỗ đường gửi xe mày ra tới biển nó gần. Đây, anh này là anh câu được cá nè cả nhà. Ôi ôi, không biết cá gì nữa mà nó dài ghê không mày. Sao có một thứ cá này hả? Mày không, con này nữa nè, con này nữa nè, con này con gì nè. Ồ, cái con này giống con mình mua hôm trước. Dạ, đã ha. Anh đứng anh câu từ nãy giờ á. Không giống cá măng. Cái gì anh? Cái dối hả? Cái dối anh ở Việt Nam luôn. Đây, đây là cả nhà mình đem theo ghế nè, mà chỗ này là có ghế ngồi ngay chỗ này luôn rồi. Trong đây có thùng đá, có cánh gà, cánh gà và bỏ vô. Thôi biển rồi. Wow. Cộng dây trắng hồi nãy có lấy không ta? Cộng dây trắng nãy con thấy ba đem theo mà. Ba đem theo rồi bỏ xe rồi có lấy vô không? Con đâu biết đâu. À đây có. Trời ơi. Rồi bây giờ chồng Ngọc Ánh sẽ bỏ đùi gà vô, cột vô vậy nha, phải đem cái cây đó theo cột vô để nó giữ được cái đùi gà ở đó hoài, chứ còn không có nó sợ nó trôi. Ngoài này gió cũng dữ. Bỏ xuống trước nha. Trời, bỏ xuống trước đi ba. Bỏ xuống coi sao, cả chừng 15 phút sau bỏ lên, lấy lên. Xuống nước rồi đó ông bà cô chú. Giờ tới cái thứ hai.
Cái này là cái kẹp cái sâu dữ vậy ta? Thứ hai. Sâu lắm. Coi mình coi thấy nước trong trong vậy chứ sâu dữ. Cái mẹ ngồi nè. Mẹ quên đem, mẹ quên đem áo khoác. Tự nhiên ở đâu có cái mền á. Trên xe thường thường có cái mền để coi chơi chay á. Ông bà nhớ cái mền. Ông bà cô chú nhớ cái mền này của chơi chay ngày xưa không? Cái này ngày xưa mà trước khi con đẻ khách tặng á mẹ. Đó, bà ngoại ngồi lại hoàng luôn ngay như. Rồi ok, cái thứ hai đã tới rồi. Ok, cái GoPro ha, giờ bỏ GoPro xuống. Thử coi có con cua nào ăn lên không nha. Trời ơi, sâu. Sâu không ba? Sâu dữ à. Bỏ dây gì mà nó thấy trơn này thấy không? Cột vô xe mình. Cột vô xe đi, ba cột vô xe mình đi. Cột vô đó đi. I think it's only work with the round one, I don't know. À, chồng bánh chuỗi cái mũi xuống. Chuỗi cái mũi xuống cái chỗ mà con cua nó ăn á. Để coi quay coi nó coi dưới nước làm sao để có cái thành công không cho ông bà cô chú coi thử. Rồi bây giờ cái thứ hai xuống nè. Mình coi như thế nào. Con này có con GoPro bên dưới luôn. Nó quay lại quá trình con ghẹ nó ăn cái thịt gà đó coi sao. À, bỏ xuống. Ủa, cá liềm kiềm biển mà bự dữ vậy hả ta? Có không anh? Liềm kiềm biển thì mình làm cái gì được chú? Con lần đầu tiên bắt cái nó chơi, ta nói là gì? Nó kho gì đang ngon lắm. Kho ăn ngon lắm mà. Mấy kia, thấy chú kia cũng câu. Đúng rồi, câu được quá trời cá liềm kiềm luôn á. Làm gì kho hả anh? Kho mặn hả? Liềm kiềm biển. Làm bây giờ. Ảnh cũng chưa ăn. Cá này em thấy cái da nó mềm mềm, chắc nấu cháo à? Được à. Phải cắt cái mỏ nó trước, cái mỏ nó hơi dài. Cắt đứt mình luôn á, cắn đứt mình tay mình luôn. Dữ vậy hả? Gai không à. Bắt đầu cầm nó bỏ vô. Ồ, được đúng rồi. Ba, cái con này ở nhà ba ưa cho nó ăn gạo đâu ba nè. Đúng rồi đó. Dạ ghê ha. Kêu dữ chưa? Đây nè, đưa cái micro cho kêu nè. Đưa micro. Wow, chị này chuẩn bị có con cá bự rồi nghe. Kéo dữ vậy. Con cá gì vậy? Kéo dữ nha. Ồ, con cá liềm kiềm nữa hả? Cá kiềm biển. Đấy nha. Wow, trời ơi con này bự nè. Con này bự khủng bố luôn á. Mày cái dữ. Yeah. Ngon quá ha. Quá dữ ha. Bự hơn con kia nhiều luôn á. Oh, wow. Đã không? Rồi. Oh. Yeah, eat. I just tried the first time anymore. Huh? The first time I try it. You tried it before? Ooh, cắt. Another guy before he said. Cắt cái đó cho còn mấy nó đầm á, đầm dữ. Căng không? Dễ sợ nhiều không? Dạ. Cá thì làm gì ăn ngon hả? Ta nói gì kho. Ô. À, cả nhà mình thấy liềm kìm không? Đó liềm kìm mà nãy chị nó câu á đó, nó nằm dưới kìa. Có nhiều dưới kìa. Hồi nãy giờ cái chỗ đó Ngọc nghĩ là nó sâu quá nên không có. Bây giờ mình kiếm cái chỗ nào mà nó cạn cạn nước chút xíu mình bỏ xuống rồi. Wow, cái anh này đang gây câu được cá liềm kìm nữa nè. Liềm kìm biển nữa nè. Dạ quá trời liềm kìm biển luôn ha. Oh, wow. Nice fish. Nãy giờ này còn ở đây còn câu được liềm kìm biển không? Oh, mừng sẵn luôn, lấy cái ấy đó có rượu nó ra luôn. Wow, con này nhiều ghê ta. Thêm được con nữa nè. Wow. Ồ, cắt cái mang đó ra. Mang cái hòn. Dạ. Bịt bẫy luôn. Cái này mình bán không chú? Mua. Nếu mà anh bán thì em mua thôi. Bán một con 5 đồng hả? Có áo. Trời, cái này nhiều quá. Quá trời quá. Quá trời bự luôn. Con hay thiệt đó chứ. Liềm kìm nữa nè, hôm nay là ngày đặc sản liềm kìm. Hôm nay hình như là ông trời cho mình ăn thử cái cá liềm kìm này coi làm sao nè. Không.
Rồi ok, bây giờ mình như vậy là Ngọc đã mua được khoảng 4 con cá đó với giá là 4 đô một con. Thì 4 nhân cho 4 là gì? Mà hồi nãy lấy mấy con? 15 đồng hả? Đó, về ăn thử cá liềm kiềm biển coi sao cả nhà. Không, hình như là hôm nay là cái con nước hay là ấy sao, rồi toàn là cá liềm kiềm câu lên không. Rồi hồi nãy giờ không có một con cua luôn. Có chưa? À, chú này có tiền nè, đi đổi tiền để trả tiền cho anh ta. Anh lên Việt Nam anh câu lên để anh bán luôn cho mình. Cả nhà thấy Ngọc đổi rồi, chơi cái xì tay này là không có nắng nôi vậy trơn nha. Rồi ok. Có vốn rồi đó. Có vốn rồi. Cái mà nhà mình ra đây là cứ ăn đi mua miết vậy đó. Vậy đó, bỏ vốn làm lời đi. Không bắt được con nào không đi lần nào. 4 con 15 đồng. Ở cần đem cần câu khỏi đứng khỏi đại. Lạ luôn thì chứ. Cá canh chua ăn được không ta? Hay là có ba với mẹ đi lẫn không ăn đó chứ phải. Hey daddy, look what we bought. Yeah, look at that. Oh. Wow. Phải không? Yeah, nice. Bà cô chú coi nè, em chim này là không có cái bàn chân, một bàn chân đứng nè, vậy chắc bị cái gì rồi nè, bị con cắn hay là bị cái gì mà mất hết một bàn chân, giờ còn có một bàn thôi nè. Thôi giờ quyết định đi về mọi người ơi, chứ còn không có thấy có cua ghẹ gì hết trơn. Đó, thôi đi về, không có thêm sự kiên nhẫn nữa rồi. Có tiếng đồng hồ rồi không có rồi, sao giờ không có rồi chứ còn đợi gì nữa. Về coi thôi, ăn cá liềm kiềm đi. Ăn cá về, ăn cá liềm kiềm biển. ba với mẹ là thôi thôi rồi, mốt đi đâu đừng đủ theo. 1 phút 30 giây là mình dọn dẹp rồi xong rồi. Mẹ với ba mới mốt đi để con với Điều Quỳnh đi cho. Có xong rồi cái con gọi Uber bắt chạy ra. đừng đi chung nữa đi. Con đi lúc nào con cũng bắt được mấy chục con. Từ ngày có mẹ với ba không có con nào hết chưa. Where we can catch them is with money. No, without my mom and dad, remember? Oh yeah. I said that next time you and me go, and if there's some, then we gonna wrap and Uber for them to come out. Yeah, okay. Về ông bà cô chú ơi. Bây giờ thì mình về tới nhà rồi. Wow, ông ngoại ra đem cá vô nè. Quá ngon luôn. 15 đô cho 4 con cá liềm chìm. Biển à, cái vẫy đó nè. Mình chắc mình làm con thôi ha mẹ. Con hai con chứ mấy. Còn mà mẹ hôm nay là tính nấu ngót. Tươi rối luôn. Chiên được mẹ, cứ chiên thử. Chiên thử ăn ngon không? Chú đó nói kho kho nghệ. Mẹ cầm con cá liềm chìm lên mẹ. Chụp hình thumbnail picture cơ mẹ. Thumbnail picture lên cho đẹp để ngang qua. Một con hay hai con gì cũng được, cầm 1-2 con lên luôn cho đẹp. Trời ơi, từ xanh luôn cả nhà, đã quá cả nhà. À, chán đã. À, vậy là chụp ảnh thumbnail picture là đẹp rồi đó. À, vậy dài ra vậy mới đẹp. Quá trời dài luôn, con này chắc nửa mét. Ok ngoài. Để coi thịt cá bên trong là như thế nào mà. Ồ, có xanh vậy luôn hả ngoại ha? Trắng tươi trong cước à. Ừ. Ngộ ha. Không biết ăn như thế nào, có xương nhỏ xương gì không chứ thấy gì thấy ngon quá. Ok. It's a little cold, hơi lạnh. Mặc dù là sáng á, là chồng Ngọc anh đã mở hồ bơi lên khoảng 12 giờ mở hồ bơi, mở cho cái nước nóng nó lên á, nhưng mà mở xong tới 6 giờ là tắt. It just turn on like an hour or something. Yeah, because it doesn't turn on until noon. Hơi lạnh. It's a little cold. That's okay, just swim. Nhưng mà hồ bơi mà cứ đi tới đi lui, cứ ngồi xuống cái chút là đỡ lạnh. Oh, có trái đu đủ chín rồi. Bye. Oh, another one's ripe, huh? Có đu đủ chín. Ờ, ba lấy cái cây đó đó, xong rồi đi Quynh hái. À, để đi qua ba hái rồi, đi Quynh chụp. Để ba hái rồi. Stand underneath it. Go underneath. It's gonna be right there. Rồi, chấp. Chấp. Ê trời ơi. Dở quá. Quá dở. Cái đó gọi là quá dở đó. Trời đất ơi. Oh,
Thôi. Quá cù bắp. Quá dở. Không cũng còn cứ ngắt hà kệ nó mình hê đà đi. Này mình hái vô để vài ngày nữa chín. Mẹ vừa nấu ăn vừa nói chuyện chị Linh nè cả nhà, nói chuyện lên hỏi coi chừng nào chuẩn bị coi sẵn sàng để đi qua Đức chưa đó. Linh chào ông bà cô chú đi con. Chào cả nhà. Lâu quá rồi mới gặp đó, chuẩn bị đi qua gặp chị Linh với lại hai đứa cháu nè. Đó, ngày nào cũng phải tham rồi này kia nói chuyện rồi vậy nè. Rồi cái hả mới đi câu cá về cái cho coi luôn đó. Cả nhà thấy hết làm gì biết hết trơn, người ở đây người ở kia. Rồi chuẩn bị ngồi im mới nghe, vài bữa nữa em qua tới đó. Chụp bồ vi bồ thi kìa, muốn đưa mặt vô YouTube hay gì đây. Rồi ok, mình nhận được một món hàng nè. Mày biết món hàng này là gì không mẹ? Không, có một cái cô kia cũng là khán giả kênh của mình, với lại cô cũng mua đồ bên hình mà nhiều lắm, như mỹ phẩm đồ này kia. Cái cô thấy là con thích thanh long á, cái nhà cô có thanh long. Cái cô đóng thùng cô gửi qua từ ở bên Cali qua. Mà con nói trời ơi, cô mấy trái thanh long cô gửi qua mất công nó dập rồi, cái với lại á tốn tiền lắm. Nội cái tiền gửi không là hả đây nè, nội tiền gửi không là mua là 7 đồng 10 tháng. Là còn hơn cái tiền thanh long nữa. Cô Mai. Trời ơi, chị Mai ơi, chị thương gia đình em dữ đi chị Mai. Thương Ngọc quá trời không, thấy Ngọc hay đi lên nhà anh Lan mua thanh long chắc cô biết con thích á. Dạ. Trời ơi, cô Nghiệp dữ vậy ta. Con nói thôi cô đừng có gửi, mà cổ đem đi mấy đầu, cô đem mấy cái trái đó đi ra bưu điện, cái xong bưu điện người ta không nhận, cổ nói ngày mai cô đi bưu điện khác. Nó bị dập hết rồi cô Mai ơi. Cái này á là mình rửa sạch sẽ rồi mình lấy cái này ra để mình xay á. Dạ. Xay uống được chứ còn ăn á thì nó hơi dập. Trời ơi, trái thanh long tròn quay bị chảng anh không. Không, thôi thương không. Trời ơi, tội nghiệp không, mà có một trái dập mà còn ba trái ok. Cảm ơn cô nhiều lắm luôn á. Trời ơi, thương gái em dữ vậy chị Mai ơi. Trời ơi, cô Mai còn mua hàng bên mình nữa kìa. Từ sủng vi cá mập cái gì đó cho tới mai trăng mà mỹ phẩm mỹ đồ quá trời bên đó. Rồi còn cô cung cô cổ còn nói là tới cái thấy con thích ăn quả trứng gà. Tới chừng nào bên đây cô thấy có mùa cô mua qua cho. Trời ơi, được rồi chị ơi. Ai nào trời ơi, coi thanh long nhà cổ bự rồi cả nhà. Bự mà tròn quay luôn ra. Nó cắt ra, ấy cắt ra làm liền miếng cho nó. Để mẹ đi rửa cái con. Nó nóng. Trời đất ơi, con cảm ơn cô Mai nhiều lắm nha cô Mai. Cả nhà. Cái này nè. Cái chị này nè, cái này không phải Ngọc nói khoe mẻ gì nha. Cái chị này Ngọc coi nhưng mà không phải kênh anh này mà coi kênh của cái anh khác. Cái Ngọc có gửi tiền ủng hộ giúp chở cho chị á. Tại vì thấy cái bú này của chị thấy tội quá, mà hoàn cảnh của chị cũng tội á. Rồi có rất nhiều khán giả Mạnh Thường Quân khác giúp nữa. Mà hôm nay á, Ngọc coi được cái kênh này nè, thấy là chị cuối cùng chị được mổ rồi. Bây giờ cái khuôn mặt chị giờ bình phục rồi nè mẹ nè. Ok rồi nè, thấy mừng ghê không. 10 bác sĩ mổ cái bú này cho chị. Bởi vì cũng mừng chút nữa về mở cho chay nó coi, tại bữa Ngọc có rẻ cho chay nó nghe. Mấy có 10 bác sĩ hội chỉnh. Đúng rồi, cũng nhờ là có quay lên rồi cái mấy Mạnh Thường Quân giúp đỡ, với lại có người này biết tới là chỉ á mẹ. Chứ còn một mình chỉ chứ đâu có biết ai đâu, chỉ đi bộ cái đó cũng đâu có tiền đâu. Nó vậy thấy mừng á, giờ cuộc sống chỉ là giờ khỏe rồi đó. Đỡ nặng nhọc đỡ ấy rồi đó. Chứ mang bao nhiêu năm tụi nghiệp. Thì cái chứ. Con cắt ra thử trái thanh long con ăn nha. Đây, thanh long nè. Mời tất cả mọi người nha.
ngọt lắm á Ngọc. Cái màu nó sữa rất là ngọt, là nó ngọt lắm. Wow, ngọt quá. Cái nào mà con thấy trắng bột bột á là nó chưa có ngọt lắm, mà cái nào mà trắng xong mà nó ấy lại vậy là ngọt dữ. Trời, nó phì sao mà tròn mất cái da lắm. Còn căng quá ha. Cái da mà mỏng. Cái vỏ mỏng lét luôn. Organic luôn, nhà không phân thuốc gì hết trơn. Nàng công chúa bông bông không còn yêu mưa nữa. Rồi cởi giày ra, cất giày vô cho tôi. Ơi trà ơi, ơi trà ơi, ai vậy trà ơi? Em bé của ai vậy trà ơi? Ở đây mày tắm. Đây cái này nè. Ở trường kiếm gì vậy? Sao mày cười cười? Ok, để mày tắm đồ nè. Ú trà ơi, động em á. Con đá tao đi học tao hả? Rồi giờ mình phi hai góc hành. Vô mình xào. Đang sôi nè, cho cá vô. Nấu canh á, mình bắt sẵn lắm nước sôi á, mình nấu nó nhanh lắm. Mẹ Ngọc sẽ làm kho mẹ, kho cái kho cá liền chìm ở ngoài đây. Với mình kho nghệ, kho với nghệ. Tại vì cái chảo này á là mình không có bắt ở trên cái bếp điện ở trong nhà được nè. Chảo này đem từ Việt Nam qua là mẹ bữa nào làm bánh tay yến nha mẹ. Ừ, đúng rồi. Thấy chảo này thấy tự nhiên cái thèm bánh tay yến tới nơi. Có nghệ với lại tỏi với lại hành hả ngoài. Đem ra ngoài trời nấu cả nhà ơi. Ồ, bỏ thêm mới khô nữa hả? Chà, hấp dẫn rồi ta. Cái nghệ với hành tỏi nó thơm lên. Hành cá nè, với lại có thịt nạc nữa, mẹ cắt vô luôn. Mẹ cái gì kho cá gì kho thịt chứ. Cá này ngộ vậy chứ. Miếng thịt thì không béo à. Chứ cho ăn thử coi làm sao, cái vị nó làm sao, nào giờ có ai ăn. Nào giờ đâu có cho ăn cá đùm tìm đâu. Thêm nước mắm vô, nước mắm cho mẹ có đường rồi không mẹ? Nước mắm có đường, có chút bột ngọt, với lại có chút nước nữa. Ừ, như một bọn chút nước thôi. Ừ. Kho cạn lại rồi xong rồi đó. Kho cạn lại thôi. Để tiêu vô nữa. Sẵn có cái chai nước mắm mà được làm từ cá ngừ đại dương á, Ngọc mua ở chợ, cái này của Hàn Quốc người ta làm này nè Ngọc. Hôm nay ăn thử rồi. Ăn thử coi làm sao, đổ ra chung với lại ớt. Ồ, trời ơi, cái nước mắm đặc nè. Ồ, cái nước mắm đặc. Kẹo luôn á cả nhà. Wow. Thầy Trúc ăn thử coi làm sao. Chà, ông ngoại múc canh đem ra nè. Ôi, sao tự nhiên làm ra nhìn giống con lươn dữ ba. Nhìn làm ra nhìn giống như con lươn vậy. Chẳng không. Cá liềm kềm. Giờ ra màu đẹp ghê không mày. Khứa nhìn giống như lươn vậy mày. Giống như lươn, đúng rồi, còn nói đúng. Wow! Wow! Look at that! Ooh, be careful, huh? Hấp dẫn không? Đó, như vậy là mình đã có một cái mâm đồ ăn rất là tuyệt vời, cá liềm kiềm biển ở Mỹ. Yeah, very good. Nói ngon luôn. Wow, very nice. Hello, xin chào tất cả nhà. Chào tất cả mọi người nha. Rồi mời mọi người cùng thưởng thức bữa ăn hôm nay với lại Ngọc và gia đình nha. Rồi mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình nha. Mẹ con có làm cho mẹ đi nước mà để bên kia. Ba mẹ ăn đi. Ba mẹ ăn đi. Ba ăn nè. Con ăn rồi hả? Thử ăn thử cá liềm kiềm rồi. Để qua bên đây. Để ba ăn cái đầu cho con ăn cái đuôi đi. Không, ở cái đuôi. Tại ba thích ăn là ba ăn nè. Đó, không, đây có nè. Còn có nè, nhưng mà sợ ba con ăn cái đầu không được á. Được, cái đầu nó có gì đâu không được. Rồi, okay. Cái xương của nó màu xanh. What's wrong? Look at that.
It's oh, like the blue. Oh, the blue. Yeah, it's a nice. Can you give me my phone, Daddy? Wow, màu xanh là xanh dương luôn. Cả nhà mình coi nè, cái xương của nó là màu xanh dương luôn nè. Ngon không? Thấy cũng không có xương nhỏ nhiều hơn ha. Mẹ thử chấm với cái nước mắm đó, cái nước mắm đó, nước mắm đó rồi. Cái này có tí xương dữ nghe. Ngon mẹ. Có xương, nhưng mà xương, xương nhỏ mềm lắm. Thịt cũng được ha. Cũng ngọt thịt. Lạ nha. Cái này mọi người biết không? Cái này cả gia đình mình rồi sáng ra biển là mình mua lại của mấy bóng mặn mà. Bóng mặn à. Ông anh mấy cháu người Việt Nam mình á. Người Việt Nam mình mới mua con cá này là người ta nói là bè mà kho nghẹ. Ăn rất là ngon. Cái thịt nó béo thì không béo. Nhưng mà nó ăn hơi giống giống thịt tức dạ. Nhưng mà cá thì cá này nó không có tanh, không tanh. Nên mình dễ ăn thôi nè. Không tanh, không bị tanh. Không cá không tanh là ngon hả? Cá không bị tanh luôn, mà thịt nó trắng. Dễ ăn. Cái mắm mặn này đó chứ bà ha. Cốt quá mà. Ủa đặt kẹo luôn á. Kẹo quá rồi à. Hi. Hi em bé. Rồi chay. Con coi chay nè, cái nãy cái xương mà cái xương màu blue chay. Ông ngoại bà ngoại với ba mẹ đi biển nữa chay. What à? Không ăn đó đi. Cái mà trong the one that ice cream ở trong đó đó. Wow. Đã quá. Ồ, cái xương nó là xương nhỏ 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 vậy là ngoại nè. Đó, xương đó đó. Đứng dưỡng nhận hả? Xương lè nè. Xương lè luôn. Được cá nhà, cá này ăn được cá nhà ơi. Thôi bây giờ mà thử cái cá con nghẹ nha. Đúng rồi, con cứ cứ. I'm gonna have one too with you, baby. They have cherry limeade. What? I have lime. Cherry limeade. Không nghe cũng được kìa em. That's ngon cho em. Cái thịt nó không có, không có mỡ, không có ái gì, nó không có béo. Thắng vô nó khô rồi nó tan ra. Which one is lime? Giống như là cherry lime. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Cá này ăn được ha. Không có tanh mà cá không có tanh là em thích. Cá mà hơi tanh á, mùi cá này, cá biển rồi kia cái này mình hơi khó ăn. Nhưng mà cá này nó không có tanh dễ ăn. Trời, xuống dưới biển giòn thấy ở dưới đầy luôn. Nó lội bày bày. Ha, mình bắt không được, được thua. Cái xương nó mặc dù nhỏ nhưng mà nó cũng khó chịu nha. Con chan canh không? À, không chan. Ba ăn cẩn thận nha ba. Xương này không đến nỗi mắc cổ, nó mềm. Lạ chứ. Cái ghế cái ghế cũng mua Việt Nam, cái chảo cũng mua Việt Nam đem qua luôn nè. Nè mà con bé cũng được thương không rồi nè. Nó ăn cẩn thận nha. Cái nấu ngót á là mẹ làm nguyên lát á thì dễ, còn cắt không thanh này khó á. Thương không á. Mẹ thấy nước mắm này sao? Ok không? Cũng ok được nhưng mà nó kẹo quá nên nó hơi mặn. Nên nước mắm mình phải pha ra. Nước mắm làm từ cá ngừ đại dương. Su nà. Trời ơi, ăn mắm đó là người nói nó tốt luôn. Mình thử cứ cá nè. Ngon mẹ. Cái ngăn xanh đó là mẹ canh dây. Mẹ cứ kho cá lóc cũng kho với nghệ, mà thịt cũng kho với nghệ. Mẹ ăn với nghệ tốt. Với ba mà mong mốt mà về Việt Nam gửi về cho chị Ngân đó. Tại vì mẹ với ba học đó là hiện tại là có thể sanh là mình là cũng như công dân Mỹ rồi.
nên là mình không có được đi qua đi khỏi ra Mỹ hơn 6 tháng không được, nên là 5 tháng đi cỡ chừng 5 tháng 5 tháng rưỡi rồi qua lại được rồi. Nếu như ông cứ nghĩ cái mệt á, cứ đi 5 tháng 5 tháng rưỡi qua. Và đi ra đi nữa là mà mua cái gì cũng quan trọng đâu, cái gì cũng là không có mua, cái gọi là re-entry permit là cái thẻ, cái giấy vô ra vô lại á, làm cái giấy đó nên cái xanh mà mắc là khó làm lắm hả Ngọc ạ? À, để được nó lâu lắm. Có cô kêu bữa con gọi tôi xong nghe tội nghiệp ghê, cô qua chung lượt với mẹ ba làm sao mà cái con cổ ở cái nhà đó xong cái dọn đi nhà khác, mà quên đổi lại cái số nhà, cái người ta gửi thẻ xanh về cái số nhà đó, cái chủ người ta đâu biết đâu, người ta trả lại với lãnh sự quán, mà một khi đã trả lại vậy rồi là bây giờ tới cả năm một năm cả năm nay chưa gửi về là chưa cổ thẻ xanh, rồi đó không muốn đi, muốn đi Việt Nam cũng đi được, đúng rồi, xui ha, bởi vậy. Cô gì cái này? Cái địa chỉ nó quan trọng ghê. Mực còn dư nè. Mực sa tế á. Mực sa tế còn dư nguyên một tô luôn đó nha. Ăn bớt ăn. Đúng không? Cái này ăn ngon mà xưa ăn nhiều phải không? Thì nó nhỏ nữa. Nó vui. Bốn đồng con. Cái con cá này giống một cá ngồng quá anh không? Thấy cá ngồng không ta? Đâu? Bên Vũng Tàu, mình đi Vũng Tàu ấy phải nhiều lắm á, cũng bắt con cá dài dài mà tròn vậy nè, mà hình như gọi là con cá ngồng hay gì á. Đúng rồi mẹ. Cái thịt con này nó không biết tăng gì luôn. Nó muốn vô tăng bớ em miếng, bớ nhiều nhiều sớt rồi em miếng luôn. Ok. Tăng là gì luôn. Không có tăng. Look, this fish is it's not fishy, Daddy. Oh, it's not a fishy fish. No. That's good. Okay. Ăn thịt nó cảm thấy sạch sao? Qua đi chân dây uống buổi trưa mát. Để bà sếp cho miếng này. À, đưa cả đi. Bữa nay cá này mình đem mình nướng hay mình làm cá này nướng sa tế đúng không? Con ướp sa tế vô nướng. Con đang suy nghĩ tới nướng sa tế đâu mà. Còn mấy khúc ra. Để bữa mình quạt than mình nướng sa tế. Làm xiên á. Ba cái nghĩ là ba bây giờ suy nghĩ rồi mà tới cái ngày mà ngăn mà nó xong á. Cái Bali Mission ở nhà cái chiều mà chở nó xuống nó thăm em nó ha. Trời ơi, bà nghĩ cái lúc đó là nó vui dữ lắm á. Anh nói cái đó cái em nhớ lại. Nhớ lại ngăn nó xanh Bali. Ngăn nó xanh Bali á thì em ở bên đây. Rồi chờ sinh nhật 1 tuổi của con trai em mới về. Trời ơi lúc đó hả cả nhà biết không, bảo á thì ở dưới bệnh viện với Ngân. Còn ông nội thì ở nhà với Vinh Sình. Hai ông cháu là nó nói ăn mì gói không, ăn 4 năm ngày ăn tới nào mà bảo đón ngăn về á là mới nấu cơm ăn. Mà nấu mì gói á là sát cái nhà mình trên quận 12, lúc đó còn ở quận 12 là cứ lên cái tiệm đó đó cái mua gói mì gói cái cô đó cô nấu giùm luôn. Nấu luôn. Hai ông cháu ngồi. Ăn luôn. Ông nội đút cháu nội ăn mì gói với ông nội luôn. Bữa sao bấm lên ăn cơm ăn rồi ba. Thật Bình Sình nó ăn được mì gói cho nên nó ba cứ vậy với lại. Lúc đó Bình Sình nó cũng còn hơi nhỏ nên ba không có chở nó đi ra ngoài. Đà đi ít giờ đi bị tu lao đà đi. Hai ông cháu cái ngày nào ông nhớ mì gói rồi cái mượn cô Hiền của nấu giùm mặt rồi. Tới 18 ngày mình về đến Việt Nam là Bali được 18 ngày rồi ở nhà. Mẹ sao mẹ nhớ thay chứ con không nhớ nổi luôn.
nó cái gì mà nói liền á, có khi mình không nhớ. Đó là mình nghiệm nghiệm á thì nhớ. Sao mà làm sao nhớ cho nổi, thí dụ bây giờ mới hỏi 3 ngày trước con ăn cái gì, không phải mở YouTube ra con coi á mới nhớ là mình ăn cái gì chứ còn không nhớ nổi. Vui thì cái bình tình rồi đó. Chứ đeo theo ông nội là mì gói thì ông nội dễ đút. Mì gói thì đút nó ăn dễ hơn, nó thích. Cơm nó thì khó đút. Còn nhỏ còn bị sình nó đeo ông nội dữ lắm. Đeo y như ba ly. Y như ba ly bây giờ nó lớn. Không anh chịu ngủ với ông nội. Nó không chịu ngủ mẹ. Không chịu ngủ mẹ. Bây giờ anh biết sao không? Ông nhõng nhẽo quá. Ba bình sình vậy chứ nó nhõng nhẽo lắm. Nó nhỏ nhẹ nó nhõng nhẽo lắm. Rồi cái mẹ nó ôm ấp rồi kể chuyện đồ này kia hả, nên là nó đeo theo mẹ dữ lắm. Bây giờ đi đâu mà không có ngăn nó cũng không đi nữa. Đó có ngăn đi nó mới đi, còn đi không có ngăn mình kêu đi nó cũng bây giờ ba ly là gì để biết ông nội là ông nội đi đâu đi đâu đó. Cũng được ba ly thì hả ba ly đi đâu theo đâu đi đâu cũng được. Cười tội nghiệp. Về Bến Tre hai em cháu rồi đi bỏ đồ lên xe là đi luôn, đi với em cháu, hai em cháu đi. Đi cho mẹ nó nhà cho mẹ rảnh. Rảnh đổi tay chân bớt. Mẹ mệt đó nha. Bữa đó ba ở trên nhà của ba vợ của Sang á, chơi ở tỉnh. Còn mẹ với mẹ 6, 10 rồi đi về với cậu hai trước. Trúc ngủ nó chơi một chút rồi bà nội gọi ông nội về cho con. Bà nội gọi ông nội về cho con, mình mệt muốn chết luôn. Nó cứ đòi kêu ông nội về. Thường cái câu cua này là chắc phải đi một là đi sáng sớm, hai đi trời tối tối mát mát. Chứ còn người con nghĩ mà đi giữa trời nắng vậy là con nghĩ nó đi trốn hết, không có đâu chứ phải. Đi hồi trưa mẹ thấy hồng lên nó ngọc là sóng nhiều quá. Hả? Sóng dạt vô nhiều sợ con cua nước tràn quá, nước đầy quá sao nó kì. Đi xuống chỗ sâu. Chứ mẹ thấy mấy anh kia câu cá cũng có em theo 7 cua để câu cua nữa chứ bộ phận. Kỳ lạ vậy chứ phải mình đi sao đó. Không có duyên, ba mẹ không có duyên. Ngó hoa chồng em đi. Rồi con mốt rồi xong con bắt Uber cho con nói rồi có rồi là con chuẩn bị bắt Uber. Một bữa ăn quá ngon luôn cả nhà. Trải nghiệm loại cá chìm biển. Vừa món kho, vừa món ngót. Rồi hôm kia đi câu cá rồi đi quay biển cả cho cả nhà được coi ha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã lúc nào cũng yêu thương và ủng hộ gia đình. Xem tất cả những video clip của gia đình nha. Chúc tất cả mọi người có một ngày thật là vui vẻ và mình sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Xin chào tạm biệt cả nhà.